mọi người, lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục với con game Farmme nha mọi người. Thì hiện tại mình đang qua cái map forest của mình cũng đá và đi chặt gỗ. Thank you.
kia thôi à. Ra cái nào thì... thằng phải lấy cái dây mới cho mi còn đòi hỏi nữa. Máy tính ở nhà được mình có cái cũng có Photoshop xong mình đi mình xóa cha. Được cài lại ấy xong xóa hết rồi. Insert đúng không trường? Tại mà Farmme đứng luôn này. Thank you.
tay luôn. Mình đang còn hai mấy cái chặng nữa. Chắc mình vừa nhặt lắm luôn nha mọi người. Quần quần là làm cái máy ăn gì đến thật đấy. Ok, còn nhặt nấm nữa mọi người. Ok, mình nhặt 18 nấm nữa. Còn 8 tấm nữa.
ok nha mọi người. Ok, mình bán bớt trong túi đi nha mọi người. Ok mọi người, xong bộ quà này rồi mọi người, mình sẽ quà mới nha.
Thank you.
xanh luôn nha mọi người. Ăn mới hơn
ơn mọi người đã theo dõi clip của mình.